giờ đây chiếc phụ trợ anh em đi tăng cam, tăng cam liên tục cái nồi này, tăng. Tăng cam nghe anh em, xíu mình háo nồi với mình háo tăng cam ra để mình làm xong mình test mình quay cho anh em coi nha. Đây chiếc phun chờ led, cái nồi mở ra nó bị tụt bố hết rồi, chuông nó cũng sập, bố thì nó chai nha, rơi chuồng heo luôn. Bây giờ mình sẽ làm bố hai lá sắt, nó bố lại bố bạc càng nó chuông luôn. Mình làm xong rồi mình sẽ quay mình chạy mình test cho anh em xem. Cái nồi bây giờ đá số như nó è anh em, nó không có móc nữa. Cái khu chờ này cái nồi nó dở lắm. Rồi lép đời 2021. Chỉ làm cái tăng cam, xin cam rồi lại luôn, nó bị kêu rồi. Rồi ok, sau khi cái phun chờ led mình làm phun nồi để cho nó bốc hơn, mới thay cái cần tăng cam, nó đè cái xin cam lại á, nó viên nó bị mòn rồi, thay nhớt trên đồ của Mỹ luôn nha. Nồi thì mình thay lá bố, lá sắt, lá xo, chuồng heo làm lại hết, dớt hai mặt nhôm, chuông, bố bạc càng, mình dán nó dày hơn, nó thịt nó bám rồi nó bắt hơn, nó bền hơn nữa. Hai cái đồ chơi á giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn nha anh em. Cái viên là dài thời gian nó đóng bụi rồi phải không? Đó. Rồi hai cái cần tăng cam, đó, đang chạy nó mòn lẳng hết trơn rồi thấy không? Đó. Rồi nó kêu kịch kịch, nó không đè được sinh cam á, rồi thay cái bánh này luôn. Rồi ok, để giờ mình ráp vô rồi mình test thử độ bốc với anh em xem nha. Đây cái nồi ba làm đây nè, con làm nồi cái nồi tứ cái thắt qua 50, nồi vô gió, nồi vô gió không xăng, coi gió lọc gió ở thắt việt nè, đi lăng nè. Xe vô cái nồi đó rồi.